Thôi nào, Kim Chi cô gái, tao có một trò chơi mới dành cho bọn mày đây. Nào, cuộc thi ăn nha. Kim Chi cô gái, thi xem đứa nào ăn nhanh, nhớ chưa? Đây, mình có hộp bánh bánh thưởng dành cho cún. Kim Chi ngồi dậy nào. Cuộc thi ăn nha. Tao sẽ xếp thành hai hàng, xem nào ăn nhanh nào. Nào, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Okay, mình sẽ xếp mỗi bên 15 phiên để xem đứa nào sẽ ăn nhanh hơn, xem cuộc thi ăn tham hay là đứa nào sẽ là đứa ăn tham hơn. Nào Kim Chi nào, ngồi đây, ngồi đây nào, nào mày để chỗ này, ngồi yên, ngồi yên, một cái ngồi yên đấy. Đi xem đứa nào nhanh hơn nhá. Nào, từ từ nào, sẵn sàng chưa? Kim Chi củ cải sẵn sàng chưa? Nào, tập trung quá, tập trung. Ta đếm nha, 1 2 Kim Chi củ cải, 1 2 Từ từ nữa nào, để soi lại đều chưa nào. Rồi, mỗi bên 15 viên. Kim Chi củ cải, bắt đầu đếm. 1 2 3 ăn đi. Liệu ai sẽ chiến thắng đây, ngang sức ngang tài. Kim Chi bánh này, bánh món này rất thích ăn ý. Củ cải này vượt lên dẫn trước rồi, cố lên. Hello, củ cải chiến thắng rồi, giỏi giỏi lắm, mày chiến thắng rồi. Kim Chi sao đang thắng sao lại nhường lại à? Đây vẫn còn cục chưa ăn này, Kim Chi thua cuộc rồi. Tưởng thế nào, tưởng hay ăn thế nào, ai ngờ để củ cải ăn nhanh hơn. Cải giỏi lắm, rồi tưởng ăn no chưa? Rồi thôi, trò chơi kết thúc. Ngồi xuống.